Xin chào tất cả mọi người. Đấy, hai bố con mình hôm nay vừa đi thu hoạch lúa về, vừa đi canh lúa về, vừa tuốt được một đống rơm đây. Con gái mình nhỉ. Đấy, chị Hai đây mọi người. Chị Hai không quay lại mọi người xem à. Đây một đống rơm đây. Vừa tuốt lúa xong rồi. Đấy.